Thưa quý vị, từ trước cho đến nay, biển đảo luôn là chủ đề thiêng liêng, chấp bút cho rất nhiều các tác phẩm báo chí hay, mang đến cho độc giả những câu chuyện gần gũi, ý nghĩa, bao hàm với tình yêu biển đảo Tổ quốc. Với những người làm báo, hành trình đến với nơi đầu sóng ngọn gió, không chỉ để truyền tải những hình ảnh, thông điệp ấy, mà còn là những trải nghiệm khó quên. Sau 2 năm dài chống dịch, nhóm phóng viên thời sự Đà Nẵng TV lại có dịp được cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và khoảng 40 nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí miền Trung, Tây Nguyên đến thăm, tặng quà cho quân và dân trên hai huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong dịp Xuân Quý Mão 2023 này. Hành trình dài vượt sóng, vượt gió đến với nơi biển trời Tổ quốc mang đến nhiều trải nghiệm khó quên lẫn những khó khăn trong quá trình tác nghiệp, nhất là với các phóng viên trẻ. Tuy nhiên, những khó khăn ấy vẫn không làm vơi đi quyết tâm của những người cầm bút với mong muốn mang đến những thước phim, hình ảnh chân thật nhất nơi biển đảo xa xôi. Các phóng viên trẻ thì cũng nên tham gia vào những chuyến công tác như thế này. Thứ nhất là để hiểu thêm về quê hương, đất nước, con người ở các vùng miền địa bàn. Thứ hai cũng là cơ hội để chúng ta bằng các cái hình thức tác nghiệp như là quay phim, chụp ảnh, đem đến những cái phóng sự, những cái bài viết, những tấm ảnh đẹp về cảnh quan, về quê hương, đất nước, con người đến với lại cả độc giả khắp mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc. Ngoài các tin bài về hoạt động thăm tặng quà của đoàn công tác, đây còn là dịp để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên hiểu hơn về cuộc sống của quân và dân trên các đảo, qua đó phát triển những đề tài mang hơi thở nơi tiền tiêu Tổ quốc. Hiếm khi có dịp được tác nghiệp tại đây, mỗi thành viên trong đoàn lại ấp ủ cho mình một câu chuyện riêng, nhưng tự chung vẫn là truyền tải những thông điệp về tình yêu thiêng liêng với biển đảo quê hương. Những người lính họ đã vất vả như thế nào để có những ngày lênh đênh trên biển ấy, có thể là điều kiện còn khó khăn hơn rất nhiều. Không phải đi được những cái tàu to, không phải là có những cái điều kiện đầy đủ đến như thế, nhưng họ vẫn tới những đảo, họ vẫn làm nhiệm vụ của họ. Và cái nhiệm vụ ấy là không chỉ là đương đầu với kẻ thù, còn đương đầu với cả thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt nữa. Và đấy là một cái điều vô cùng ý nghĩa khi mà những người phóng viên được thực sự đi trải nghiệm, hiểu những câu chuyện ấy, kể lại những câu chuyện ấy để giúp cho những người mà chưa có cơ hội thực sự được trải nghiệm điều đấy cũng hiểu hơn về những gì mà những cái lực lượng bảo vệ Tổ quốc của chúng ta ở những vùng trời, vùng biển quê hương đã và đang phải làm. Có thể nói chuyến đi lần này là hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh miền Trung, các cơ quan báo đài trung ương địa phương với bộ đội hải quân, quân và dân tại các huyện đảo. Những năm trước thì nó nhỏ hơn, có cơ quan báo chí rồi ở các địa phương, nhưng mà cái quy mô nó nhỏ hơn. Năm nay chúng tôi vận động được với một cái số lượng dân chính đảng ở các tỉnh rồi các doanh nghiệp với số lượng cũng rất là đông đảo để anh ta kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ của vùng nói riêng và quân và dân huyện đảo, hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn nói chung. Hành trình đến với đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn tuy chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày, nhưng cũng đủ dài để gắn kết những người làm báo. Những trải nghiệm khi tác nghiệp nơi biển trời Tổ quốc là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm báo chí có chất lượng. Và hơn hết, nơi đảo xa, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, song cán bộ chiến sĩ, quân và dân vẫn kiên cường bám đảo, bám biển. Bởi họ biết rằng, qua những tác phẩm này, gia đình, bạn bè và nhân dân cả nước nơi đất liền vẫn luôn hướng về tiền tuyến, với niềm tin yêu và tự hào. Đó cũng là sứ mệnh của những người làm báo.